Chào mọi người nha, hôm nay qua cho mọi người mẫu chuồng bê bằng frame. Và cái chuồng frame này thì nó cũng lắp ráp như cái chuồng BCP. Thì cái chuồng này là có kích thước là ngang 80 và cao 40 và rộng 40. Và đây là cái đường rãnh, nó sẽ khác các BCP khác đây. Thì cái chuồng này là nuôi cho các cái dòng xe nhỏ BD và hoặc là LG hoặc là rắn chăn. Thì cái chuồng này cũng có 3 chui đèn, 3 chui đèn và nhiệt kế. Đây nhiệt kế và cửa này cũng là cửa lùa. Đây về cái ba trụ đèn này nó sẽ khác với tất cả ba trụ đèn mọi loại chuồng khác. Thì cái trụ đèn này được có lắp thêm cả đế nhựa, nó không có bị chảy được cái fan này và nó chống nóng rất là chắc chắn. Và cái chuồng này giá chỉ có 600.000, thích hợp cho các sinh viên và học sinh trắng tinh. Vì cái chuồng này nói chung là mình chỉ ráp vô thôi, còn chưa có vít. Đây vít từng lỗ đây nha mọi người. Đây và đây có những con vít. Và mọi người muốn xem thông tin thì cứ vô thông tin ở đây, mình sẽ cho mọi người xem. Và đây Facebook, số điện thoại và Zalo. Số điện thoại Zalo là số này. Và Facebook là tên xưởng chuối thú cưng. Cảm ơn mọi người đã xem nha.